cả hai tiền đạo đó là Đức Chinh và Tiến Linh ở trận đấu gặp U22 Thái Lan diễn ra vào ngày 5 tháng 12 thuộc cái lượt trận cuối cùng của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. U22 Việt Nam thì đang đứng đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 với 12 điểm sau 4 lượt trận. Tuy nhiên thì cái cơ hội để giành vé vào bán kết của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa chắc chắn được. Trong cái trường hợp là U22 Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trở lên ở lượt trận cuối cùng thì U22 Việt Nam sẽ bị loại ngay từ vòng bảng. Chính vì thế mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải cân nhắc kỹ về cái mặt nhân sự để cho trận đấu gặp U22 Thái Lan. Thì sau đây là cái đội hình mạnh nhất mà ông Park Hang-seo sẽ dự kiến là sẽ để đối đầu với cả U22 Thái Lan. Vị trí đầu tiên khả năng cao sẽ thuộc về Văn Toản. Thì với tâm lý chắc chắn và khả năng bắt bóng bổng tốt, Văn Toản sẽ tiếp tục được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cái cơ hội ở trận cầu mang tính then chốt này. Thứ hai là vị trí hậu vệ Thành Trung, Ngọc Bảo và Văn Hậu. Thì Đức Chiến đang bị treo giò, Tấn Sinh thì đang chấn thương, nên Văn Hậu sẽ được kéo về đá hậu vệ thay thế Thành Trung cùng với cả Ngọc Bảo là cái sự lựa chọn hợp lý ở thời điểm này. Còn vị trí thứ ba đó là tiền vệ sẽ là Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Việt Hưng và Thanh Thịnh. Thì Trọng Hoàng vẫn đảm bảo về thể lực để xuất phát chính trong cái trận gặp Thái Lan với cái hành lang cánh phải. Thanh Thịnh sẽ đá ở vị trí của Văn Hậu để lại, Việt Hưng và Hùng Dũng thì đá chính giữa. Tiền đạo thì sẽ thuộc về Hoàng Đức, Tiến Ninh và Đức Trinh. Hoàng Đức thì vẫn đá chính ở phía sau hai tiền đạo đó là Đức Trinh và Tiến Ninh. Thì việc Quang Hải, Trọng Hùng chấn thương, huấn luyện viên Park Hang-seo không còn cái sự lựa chọn nào khác. Hơn nữa thì sự xuất hiện của Đức Trinh và Tiến Ninh sẽ giúp cho U22 Việt Nam tăng thêm cái khả năng săn bàn. Thì cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam với cả U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 15:00 ngày 5 tháng 12. Thì trận đấu này sẽ được trực tiếp trên kênh VTV5, VTV6 hoặc là các bạn có thể theo dõi trực tuyến qua Lex Media hoặc là cái fanpage của VFF. Còn nói qua một chút về Quang Hải thì Quang Hải rất có khả năng là không những là vắng mặt trong trận của Thái Lan mà còn vắng mặt, có thể vắng mặt hết cả SEA Games bởi vì anh chấn thương cũng không hề nhẹ tí nào. Thủ quân của đội tuyển U22 Việt Nam Quang Hải bị tổn thương cơ sau phía đùi chân trái và sẽ không thể thi đấu trong trận gặp Thái Lan vào chiều ngày mai. Thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã chính thức thông báo về cái tình trạng chấn thương của tiền vệ Quang Hải sau cái trận đấu với cả U22 Singapore ở lượt trận thứ tư bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019. Thì sáng 4 tháng 12, tiền vệ Quang Hải đã được các bác sĩ và cán bộ của VFF đưa đi bệnh viện của Manila để chụp cộng hưởng. Thì sau hơn 2 tiếng kiểm tra, Quang Hải đã về cái khách sạn của đội để nghỉ ngơi. Thì kết quả chụp cộng hưởng MRI cho thấy Quang Hải được xác định là tổn thương cơ sau đùi chân trái và cần phải nghỉ ngơi để điều trị phục hồi. Thì điều này đồng nghĩa với việc là thủ quân của U22 Việt Nam chắc chắn là không thể ra sân trong trận đấu quyết định gặp Thái Lan. Quang Hải bị chấn thương trong pha đua tốc độ và tì đè với đội trưởng U22 Singapore đó là Ifan Fandi. Tiền vệ khoa số 9, số 19 nằm trên sân và tay ôm chân đau đớn. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất là lo lắng. Thì theo VFF, việc phải trải qua mật độ thi đấu dày đặc trong một cái thời gian ngắn dài đã khiến cho Quang Hải bị bào mòn thể lực và thể trạng. Do vậy, ngay cả khi không bị chấn thương, tiền vệ Quang Hải cũng phải được ban huấn luyện tính toán để có quãng thời gian nghỉ hợp lý. Đây cũng chính là cái lý do huấn luyện viên Park Hang-seo phải liên tục xoay tua đội hình để đảm bảo được cái đủ lực lượng tốt nhất cho U22 Việt Nam đối đầu các đối thủ mạnh. Các bác sĩ đội tuyển đã lên kế hoạch điều trị để giúp Quang Hải sớm trở lại trong cái chặng đường cuối cùng của SEA Games 30, mong rằng anh sẽ sớm hồi phục. Còn nói về đội tuyển của chúng ta, bình luận viên Quang Huy đã đánh giá U22 Việt Nam đủ sức để đoạt huy chương vàng SEA Games 30 năm nay. Sau cái chiến thắng tối thiểu của U22 Việt Nam trước Singapore, bình luận viên Quang Huy đã có những đánh giá về khả năng giành huy chương vàng của đội tuyển Việt Nam. Sau khi chứng kiến cái chiến thắng tối thiểu của U22 Việt Nam Singapore, bình luận viên Quang Huy đã có đưa ra những nhận định như sau. Thì việc huấn luyện viên Park Hang-seo bổ sung Trọng Hoàng và Hùng Dũng cho U22 Việt Nam là một điều làm hoàn toàn rất là chính xác. Hai cầu thủ đa năng này đã có thể thay thế được các vị trí khác nhau với một cái lịch thi đấu dày đặc tại SEA Games 30. Thêm nữa thì huấn luyện viên Park Hang-seo luôn có những quân bài chiến thuật bí mật biết tỏa sáng đúng lúc. Trong hai trận đấu gần đây thì U22 Việt Nam đều chơi tốt trong hiệp 2. Tôi cho rằng U22 Việt Nam đang hội tụ đủ mọi yếu tố để lên ngôi vô địch tại SEA Games lần này. I'm coming. Grandpa Eddie? Morning. Did you guys see Spencer? Who's that? I think he went back in. We gotta go get him.
You know something? Huh? We haven't even picked our guys yet. Are we in Florida? Oh, my God. Wait. We're in the wrong body! My joints feel like butter. Oh, no. I feel loose myself. This can't be happening! I came back and things actually got worse. Look at this. One, two, three. We have some issues here. The game is busted. Listen up now. This is a dangerous place. You've got to have eyes in the back of your head. What in the Sam hell just happened to him? What the hell is this? Would you look at me? I haven't looked like this since. Never. You look like this never. I think my eyes are a different color. All of you is a different color. Check this out. Strengths and weaknesses. Linguistics. Oh, goodness. Nunchucks. That's new. Damn, that's a good list. Weaknesses. Heat, sun, and sand. How is this guy a character in an adventure game? Man, it is hot out here. We have to find Spencer and Bethany. This next adventure is even more challenging. This time, not all of you will leave the game alive. Bethany thought you might need some help. Where is Bethany? She's right here. She says, oh my God, like I'm a total horse. Yep, that's Bethany. Hey! A terrible driver. What are you talking about? I just passed my driver's test last month again. What happened? Yes, I'm back. I missed you so much. Oh my God, you guys, hi. Bethany. You guys, we're back in Jumanji. Và U22 Việt Nam vào hồi 19 giờ ngày hôm nay, ngày 3 tháng 12 năm 2019. Các bạn thân mến, ở lượt trận thứ tư bảng B SEA Games 30, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu với U22 Singapore. Sau chiến thắng trước U22 Indonesia, thì các cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo đang rất hưng phấn và nhiều khả năng sẽ là một chiến thắng nữa cho đội bóng đang đứng đầu bảng. U22 Việt Nam khởi đầu SEA Games bằng hai trận đấu rất dễ dàng trước U22 Brunei và U22 Lào. Chỉ đến lượt trận đấu thứ ba thì đội bóng của chúng ta mới gặp đối thủ cứng cựa là U22 Indonesia. Cho dù như vậy thì huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò vẫn có chiến thắng để độc chiếm ngôi đầu bảng. Chiến thắng đó đã giúp U22 Việt Nam thuận lợi hơn rất nhiều trong việc giành vé vào bán kết trước một U22 Singapore không được đánh giá cao tại giải năm nay. Nhiều khả năng thì U22 Việt Nam sẽ không mấy khó khăn để giành chiến thắng. Với mật độ 3 trận trong vòng 5 ngày, U22 Việt Nam chắc chắn sẽ có những sự xoay tua. Trọng Hùng và Tấn Sinh đã trở lại để giúp những chàng trai áo đỏ làm dày đội hình thi đấu của mình. Tuy nhiên ở phía bên kia cũng sẽ gặp tình cảnh tương tự mà thôi. Thầy trò huấn luyện viên Fandi Ahmad cũng sẽ phải có những toan tính về mặt thể lực. Nhìn chung thì U22 Việt Nam nhiều khả năng vẫn sẽ có được chiến thắng. Việc chọc thủng lưới của Singapore sẽ không quá khó khăn khi mà đội bóng này thể hiện mình quá yếu trước các đội bóng lớn. Việc xoay tua có thể ảnh hưởng đến khả năng tấn công của chúng ta. Nhưng nên nhớ, Đức Trinh vẫn đang là vua phá lưới của giải đấu khi chứng minh được sức mạnh không chiến. Ở bên kia, tuyển thủ U22 Singapore đang phải trải qua một kỳ SEA Games rất đáng thất vọng. Thất bại 0-2 trước U22 Thái Lan ở lượt trận thứ 3 vừa qua có thể đã sớm khép lại hành trình của U22 Singapore tại SEA Games 30 lần này khi họ mới chỉ vẻn vẹn có được một điểm. Chính vì vậy, trước một U22 Việt Nam đang thực sự rất mạnh và chưa thể thua bất kỳ trận nào, thì khả năng một U22 Singapore hết động lực thi đấu sẽ phải đón nhận thêm trận thua đậm là rất cao. Mức tỷ lệ kèo được đưa ra cho trận đấu hôm nay giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore là 2,25 trái, nghiêng với những chàng trai áo đỏ của chúng ta. Với mức tỷ lệ kèo bóng này thì người chơi nên đặt cửa cho các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ có được cơ hội thắng cao hơn. Bởi vì với mức phong độ hiện tại thì nhiều khả năng tuyển U22 Việt Nam sẽ giành được chiến thắng. Không những thế, với dàn cầu thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều thì tuyển U22 Việt Nam sẽ có được chiến thắng đậm đà trước tuyển U22 Singapore. Niềm tin của đội nhà về một trận đấu sôi động với nhiều bàn thắng là hoàn toàn có lý do. Minh chứng đã cho thấy hai trận gần nhất của U22 Việt Nam đều đã có kịch bản phá vỡ mốc tổng bàn thắng của trận đấu. Hơn thế nữa, với trình độ vượt trội so với đối thủ U22 Singapore
cũng như quyết tâm chiến thắng rất lớn sẽ khiến cho các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo dễ dàng tạo ra được một thế trận áp đảo ngay từ đầu tiên, và khả năng xuất hiện được nhiều bàn thắng là rất dễ xảy ra. Thống kê kết quả các trận đấu của U22 Singapore và U22 Việt Nam. U22 Singapore có thành tích 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 lần ra quân gần nhất trên mọi đấu trường. Theo số đó thì bàn thắng các cầu thủ trẻ ghi được là 6 và để thủng lưới 5 bàn. U22 Việt Nam có thành tích thăng hoa với 5 trận toàn thắng trong 5 lần ra quân gần nhất trên mọi đấu trường. Theo số đó, bàn thắng các cầu thủ ghi được là 17 và để thủng lưới 2 bàn. Nhận định phong độ thi đấu của U22 Singapore. U22 Singapore bước vào kỳ SEA Games rất đáng thất vọng và gần như không có cơ hội nào giành tấm vé vào bán kết. Trong 3 trận đấu vừa qua, tuyển Singapore chưa thể ghi nổi một chiến thắng mà chỉ có 1 trận hòa cùng 2 trận thua thất vọng. Thậm chí hàng công của đội tuyển còn chưa thể ghi được một bàn thắng nào vào lưới của đối phương. Dù mang đến Philippines lần này đội hình có nhiều gương mặt đáng chú ý, nhưng với những kết quả vừa qua thì nhiều khả năng đội bóng này sẽ sớm nói lời chia tay.